sư phụ chớ phôi tông lao 20 năm trời dài dồ nay con là phổ lòng thành trong một phút một giây áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lại này con xin tờ ta giới sư gọi là nhân lại sao cùng từ bây giờ cho đến bây con xin và biệt tốt phật chào với dân lâu con không biết mình rồi phải ra sao cảnh thương siêu phụ tuổi già sống một mình giữa quan sơ con đã đi vào tốt tuổi lòng tay chỉ có đôi là anh đúa soi đường con phải giữ gìn đạo thân sư phụ ơi kể từ đây con vĩnh viễn rời xa thiên ngay từ và biệt tiến kể lời kinh mãi mãi không còn được nghe mò sớm với chúa chiều kể từ đây con sẽ lưu lạc chốn bụi hồng sẽ lăn lộn cuộc đời xây và trả bằng tâm hồn nông dài thơ ngây lâu lâu sông sinh trả lại chốn thuyền mong gì không còn đủ đảo hành để phạt lên người con lùa trời ơi con đã nhúng tay vào tội ác bằng tâm tư không ngờ chút lỗi lầm mô Phật âu đó cũng là diễn chốn thầy cố giữ cũng không xong sư phụ ơi 20 năm qua con là đứa trẻ mồ côi không buồn không coi chùa thiên ngay là ngày nơi con thương tươi cuộc đời nghĩa tư sinh còn nặng hơn là cốt nhục thân tình nay trong một ngày sẽ dọc dồn bao biển cổ bàn tay hiền lành đầy lại phạm tội sát sanh rồi ngồi phát giác tiền cổ 20 năm con đây còn có một mối thù nhớ tập trời Phật ơi con muốn vỡ tung đầu óc biết tới chữa làm sao cho tròn vẹn đạo và đời tự tâm con đã vô tâm sát hại một mạng người mộng của thầy lần theo em mây bay sư phụ ơi nếu lại nói kia là sự thật thì con đây trọn đời hối tiếc ăn năn con đã
dội quên đi những người chắc mau tim khô khan, quên đi những người vất vả giữa đêm mơ, vì họ là những người thân thuộc của con, họ không sợ chết để giữ dành cho con sự sống. Họ đã quên đi những thương lời buồn thắm, cho anh những mầm xanh cao dung lên mây trời, nở đời sổ kiếp còn vương. Tim ngay thẹn giờ dầm đường con đi, xa thầy xa đức Phật từ bi, con xin ghi nhớ lời anh xin cho đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.